Huệ, Thư, Dương, các con của bố. Các con đã lớn, đủ trưởng thành và có thể tự quyết định cho cuộc đời của mình. Có lẽ đã đến lúc bố bớt lên tiếng để các con có những quyết định đúng đắn hơn. Hãy chăm sóc chính mình cho thật tốt. Bố muốn rời đi, thư thả suy nghĩ một thời gian. Đừng tìm bố nhé. Bố có làm sao thì là tại em hết. Tại em hết. Em đừng có khóc nữa. Lúc này để em cần phải bình tĩnh. Em hiểu không? Không phải chỉ một mình em có lỗi, mà kể cả anh cũng là người có lỗi. Con chưa từng được gặp mẹ. Con cũng không mong gì hơn. Mẹ ơi, mẹ phù hộ cho bố, mẹ với chúng con. Cảm ơn con nhé, người con dấu yêu. Từng ngày mang đến cho cha niềm vui tiếng cười. Nhìn thấy con thành công, vững bước trên đường đời. Trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảm ơn con nhé, người con dấu yêu. Rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi sân xa. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình bố ghét em. Do bố nghĩ mẹ mất vì sinh em ra không? Bố đẻ ra ba đứa chúng con, mà tại sao chỉ có một mình nó là não sắp xếp lộn xộn ấy? Có khi chính vì não sắp xếp lộn xộn cho nên nó thông minh nhất nhà con ạ. Em chưa thể hiểu hết được tất cả mọi chuyện. Một ngày là vợ chồng, cả đời là nghĩa vợ chồng. Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, lẩm cẩm. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về.